Kính chào quý vị đã đến với bản tin chuyển động 360. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Phụ huynh, tân sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền cho hay vừa nhận được email gửi thông tin thu học phí có địa chỉ là báo chí tuyên truyền học viện a.gmail.com. Trong đó có nội dung nhà trường sẽ bắt đầu chính thức thu phí tăng 10% cả năm. Mức tăng học phí sẽ căn cứ từng hệ đào tạo với mức thấp nhất là hệ đại trà tăng từ 55 triệu đồng lên tới 60 triệu đồng và cao nhất là hệ được liên kết quốc tế từ 250 triệu đồng tăng lên 275 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, học viện khẳng định trước các học kỳ, căn cứ số tín chỉ sinh viên đăng ký học, trường sẽ có thông báo thu học phí của từng kỳ đối với mỗi loại hình đào tạo. Thông báo này cũng được đăng công khai trên cổng thông tin của học viện, gửi đến các khoa, cố vấn học tập để thông báo rộng rãi tới toàn thể sinh viên. Học viện không có bất kỳ hình thức nào khác trong việc truyền tải thông tin thu nộp học phí đến sinh viên. Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố Cà Mau xuất hiện một số tài liệu hướng dẫn về cách trị nhiều loại bệnh, trong đó có cả bệnh COVID-19. Theo đó, người bệnh chỉ cần đọc các dãy số là sẽ khỏi bệnh. Cụ thể, để điều trị bệnh COVID-19, thì người bệnh đọc dãy số 1260026 đọc liên tục từ 60 đến 90 phút, ngày đọc vài lần đến khi nào hết bệnh COVID-19. Cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân cần cảnh giác với kiểu trị bệnh vô lý như thế này. Qua điều tra, Công an cà mau đã thu giữ trên 90 quyền tài liệu với nội dung nêu trên. Đồng thời phát hiện hai người phụ nữ ngụ tại thành phố cà mau đã sao chép và phát tán tài liệu trên. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 8 tháng 11 năm 2021, quy mô là học, học trực tiếp, ưu tiên cho các khối đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp. Cụ thể, cấp tiểu học khối lớp 5, cấp trung học cơ sở khối lớp 6 và lớp 9, cấp trung học phổ thông khối lớp 10 và lớp 12, học trực tuyến các khối lớp còn lại, nghỉ học đối với các cấp học mầm non. Tuy nhiên, học sinh đi học theo từng địa bàn xã, phường thị trấn tại những nơi được xác định là cấp độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 tại 18 huyện và thị xã. Việc cho học sinh trở lại trường học phải phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thận trọng, lấy địa bàn cấp xã, phường, thị trấn để đánh giá và xây dựng tiêu chí, làm từng bước với phạm vi, mức độ nhất định và phương châm thận trọng, vừa làm vừa điều chỉnh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.